hello hello, Đức Vũ xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Lời đầu tiên xin cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 và hiện tại Đức Vũ đang livestream stream ở oh, Nội no, xuống bài live stream của bạn. Này là đang uh, video, tại vì ở khu vực của mình không có livestream stream được. Mm thì mình đang nghỉ break với vị các bạn ha và nghỉ break thì ở uh, đây vừa uh, ăn nhẹ ha? đây là chuối các bạn ha chuối à, chuối là một trái chuối và tâm sự với quý vị các bạn câu chuyện mà đang nói chung là mỗi ngày chúng ta có nhiều câu chuyện đúng không hôm nay nhưng mà không nói về cuộc sống mấy nữa hôm nay mình nói về câu chuyện là đang rất là hot trên mạng không? đang rất là hot xin lỗi quý vị các bạn đức vũ uh, vừa tranh thủ uh, Người rét mà vừa tranh thủ anh cho nên là quý vị các bạn cũng thông cảm bởi vì đây là những cái video cuộc sống đời thật quá ha các bạn cũng thông cảm cho đất vũ rồi mình uh, vừa ăn mình vừa bàn cái câu chuyện mà đang hot trên mạng mấy ngày nay mà các bạn nào thấy cái trên cái trên là hooplix hooplix là trường đại học à, uh, uh, tinh học và ngoại ngữ à, uh, tinh, tinh học và ngoại ngữ hooplix của anh gọi là huh? hooplix À, à, trường này hồi lúc mà năm đầu tiên nó mở à, mình cũng có thi và mình có đậu vào cái khoa à, khoa đó là khoa gì ta khoa tiếng à, tiếng Hàn Quốc à, nhưng mà mình hồi đó không không học nếu mà giờ học à, tiếng Hàn Quốc thì cũng ngon các ạ à, Lúc đó thì nó mới mở mà, trường à, ngoại ngữ tinh học list là thì à, có một cái câu chuyện mà đang hot à, mà cái trend đó đang rất là nổi các bạn cứ các bạn cứ nào hút list quân sự hút list quân sự thì à, câu chuyện là có cái video nó được đăng lên à, nó trend rất là nhiều và nhiều người chia sẻ rồi nó gọi là à, gì báo biết là à, tam sao thất bổn à, và rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến à, là hai nữ sinh này bị à, à, gọi là hiếp tập thể à, khi mà học quân sự à, thì các bạn có bạn biết là một cái môn mà ở trường đại học à, nào cũng phải học đó là môn à, quân sự dùng từ là môn quân sự và nhiều khi các môn quân sự đó thì các cái trường mà ở trong thành phố thì họ không có cái uh, một cái uh, một cái uh, bộ phận chuyên dạy về cái cái bộ môn đó ha, và và phải nhờ một bên thứ ba đó là trường quân sự và người ta muốn uh, là uh, cho cái giới trẻ là uh, vô một cái uh, môi trường quân sự ăn uống ngủ nghỉ học hành ở trong cái, cái khu vực đó. Uh. Thì uh, câu chuyện nó bình thường nhưng mà nó lại lan truyền rất là nhanh bởi vì uh, câu chuyện mình nói chung là coi cái video mình cũng chả hiểu mình coi mình search rất là nhiều bạn và rất là nhiều các cái báo đài nó đăng và hiện tại thì à, họ cũng đã sao bạn họ cũng đã à, có một cái buổi họp báo và đây là một cái mà mình đánh giá rất là cao bởi vì thông thường khi mà à, một cái truyền thông mà mình không biết đúng sự thật hay không nhưng mà có nhiều người nói là nếu trường hợp này mà đúng đúng rồi thì uh, hãy uh, xử lý thật chính đáng thật nặng đối với những cái người mà gây ra uhm. người mà gây ra còn nếu là đây là một cái video mà được cho là cắt ghép cắt ghép quý bạn hàng cắt ghép thì sao thì hãy xử lý cái người mà cắt ghép video đó box villain video đó một cách gọi là sao <laughs> À, một cách là rất là nặng thì hiện tại cái người quay video cũng phải làm biên bản những người có mặt tất cả chứng kiến cũng phải làm biên bản vì đó à, biên bản biên biết gì đó các bạn à, trong cái họp báo à, thì à, à, người ta đang nói về cái câu chuyện là tại vì cái ở trong một cái phòng mà có mười mấy hai chục người nữ liên quan đến cái vụ mất tiền xong rồi đổ cho cái người đó và cuối cùng cái người đó họ bức xúc bức nút họ khóc họ la họ hết à, rồi đó là cái câu chuyện mà chính đáng các bạn ha rồi sau đó thì uh, uh, giải quyết uh, giải quyết rồi kêu người nhà người đó lên ha? kêu người nhà đó lên nhưng mà đó là câu câu chuyện đó các bạn còn không biết là quý vị các bạn suy nghĩ như thế nào không biết các bạn suy nghĩ như thế nào có những người thì họ nói như thế này bây giờ cái gì cũng uh, biết hết rồi à, biên bản là những người quay phim và những người là, 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 tất cả những người chứng kiến đều bị lập biên bản và trình bày sự việc như thế này Chứ thế này không thể nói khác được à, đương nhiên nó có mạng là đúng không bạn dân mạng thì nó có hai chiều hai chiều một là sự thật nhưng mà tất cả quý vị và các bạn cũng như Đức Phủ hoặc là tất cả dân mạng họ đều quan tâm đến một cái việc đó là sự thật sự thật nó như thế nào đó. thì nói thêm bạn bây giờ cái thời buổi bây giờ nó là 4.0 bây giờ có thể có điện thoại có quay phim Ở hồi xưa thì những cái cảnh giống như vậy hoặc là những cái cảnh mà À, 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 ép rồi à, ép rồi này kia rồi à, bất công hay gì đó thì không được quay nhưng mà bây giờ người ta có điện thoại người ta quay à, quay sau đó thì mạng xã hội là một cái nơi mà họ có thể bỏ lên nhưng mà mình cũng có xí những cái người mà quay rồi cách ghép thì cái đó mình không nói bạn ha cái đó thì những cái gì xấu thì mình không nói nhưng mọi người đều quan tâm tới cái việc là chuyện này nó xảy ra như thế nào, nó có thật hay không, tại sao không xử lý triệt để, à, thì đó là những cái những cái mà bạn không biết là quý vị các bạn suy nghĩ như thế nào. À, cái 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 video này hôm nay thì mình chỉ cần nêu cái sự việc lên thôi để à, quý vị các bạn suy nghĩ xem là theo quan điểm của quý vị các bạn thì các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào. đúng không quý vị bạn nói thêm á thì à, ở cái môi trường học quân sự bạn. Um, học quân sự đó. À, nó mình không có so sánh ở Mỹ hay ở Việt Nam à, nhưng mà thông thường ở Việt Nam hồi xưa mình học vậy, nhưng mà rất may á là cái thời xưa mình có học đại học thì à, cái thời đó mình còn được học ở một cái trường ở ngoài thủ đức, các bạn, thủ đức à, và nó có cái ở trong cái trường nó có luôn cái ban gọi là quân sự gì đó, mình cũng biết ban quân sự gì đó học thì hồi đó học á thì cũng được bắn súng cũng được nhưng mà nó không có được là không có là ăn ngủ nghỉ các bạn không có ăn ngủ nghỉ tại vì nó, trường nó có cái khoa đó cho nên là mình cứ đúng cái giờ cái bộ môn đó mình phải học nếu mà không học được á có nhiều người rất là nhiều người nợ môn đó các bạn rất là nhiều người nợ cái môn đó và có những cái người mà không tốt nghiệp được cũng do nợ cái môn đó các bạn. Đó. Uh, được bắn súng rồi được bắn là được gì đó nói chung là được 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 được, được này được kia uh, và có nhiều khi uh, là um, sợ các bạn cầm cầm hàng lên uh, cầm hàng lên bắt đầu bỏ uh, kẹo đồng vô bắt đầu bỏ kẹo đồng vô xong rồi bắn một cái um, làm một cái đung một cái xong rồi sau bạn xong rồi bắt đầu uh, uh, À, dục cái súng, dục cái súng khóc, à, rất là nhiều cái cảnh mà hồi xưa mình học mình thấy rất là vui, à, nhưng mà hồi xưa cũng may nha, mình qua được cái môn đó, mà. cũng may. thì nói về hồi xưa thôi, nhưng mà bây giờ đó, thì trong cái vụ việc này thì cộng đồng mạng họ đang rất là quan tâm và những cái trend, à, trend nó rất là giữ các bạn mà mọi người. À, hầu như là tràn ngập Facebook Mình đa lên mình đọc mình thấy cũng mệt thôi Nhưng mà người này nói Ồ, ông lại cũng đu trên vậy Nhưng mà thôi bây giờ um, Có cái câu chuyện hàng ngày để nói đúng không Bạn đi làm câu chuyện hàng ngày Ở Mỹ thì mình cũng quan tâm đến uh, Việt Nam Bởi vì Việt Nam là cái nơi mình sinh ra Mình lớn từ nhỏ không? mình Rất là trân trọng nhưng mà Mình cũng phải quan tâm đúng không các bạn à. ừ. Ở Mỹ thì mấy ngày nay uh, bão ở kali các à. bạn bão ở kali ừ. nó cũng thiệt hại khá là nặng bình quá à. À. cà phê các ừ, bạn cà phê cà phê thì à, thực ra mình thích livestream stream lắm các bạn mình thích livestream lắm nhưng mà tại ở đây ở đây cái cái sóng gần sân bay quá sóng nó không có không có được livestream stream nó nó rất là mờ nhiều khi nó không có sống luôn các bạn. À, nói tiếp ở Mỹ các bạn thì mấy ngày nay thì nó có nhiều cái tin nhưng mà cái tin mà um, hỏi là ở Mỹ có cái gì xấu không? Chả dạ có ví dụ như là bão, bão rồi à, lũ lụt, mưa lũ lụt gây ra rất là nhiều người thiệt mạng ở Cali các bạn ha. Rồi à, ví dụ như là cái vụ mà tài liệu mạch của ông à, Biden à, thời mà ông làm phó tổng thống à, bị lộ. À, rồi à, mấy ngày nay thì à, à, lãi suất vay để mua nhà nó cũng giảm à, rồi à, nói chung tình hình kinh tế thì vẫn à, lạm phát nhưng mà thấy nó có, vẻ, có vẻ có vẻ phấn khởi hơn chút xíu các bạn có vẻ thôi có vẻ thôi à. À, bây giờ thì à, tết bà con đang à, về thăm Việt Nam nhiều đúng không các bạn ở thăm Việt Nam nhiều OK thì đó là một vài một vài cái cập nhật đến tất cả quý vị các bạn về đặc biệt là cái câu chuyện liên quan đến hai nữ sinh của trường đại học Habsburg học, học quân sự quý bạn ha. Thì ở đây trong cái video này mình muốn là quan điểm của quý vị các bạn như thế nào. Vui lòng nhớ bỏ cái comment ha các bạn ha, comment để chúng ta có thể bàn luận và mình sẽ cập nhật tiếp à, xem là cái vụ việc này nó xảy ra như thế nào. À, việc mà họp báo mình thấy nó là hợp lý bạn. À, để nói ra để đưa ra thì đó là một cái câu chuyện liên quan đến xử lý khủng hoảng và một cái bài học liên quan đến xử lý khủng hoảng. Ok bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.